cách đây hơn 20 năm trước. Ok, lúc đó mình vào Sài Gòn và mình ở bên Chợ Lớn. Ok, và khi mình ở bên Chợ Lớn thì mình cũng phát hiện ra cái công thức rất này. Mình ghi bằng tiếng Anh thôi. Sale bằng income, kinh doanh buôn bán bằng có gì ạ? Thu nhập. Ông bà ta thì có câu gì phi thường? Bất phú. Ok mà cũng giống na ná như cái câu này vậy. Mọi con đường để chúng ta có tiền trong cuộc sống này chắc chắn chúng ta phải bán một cái gì đó. Có các bạn ơi. Người là con lương chúng ta bán gì ạ? Nhưng mà chúng ta bán sức lao động của mình. Chúng ta bán gì ạ? Trí tuệ của mình. Chúng ta bán gì ạ? Thời gian của mình. Có phải không ạ? Để cuối tháng chúng ta có rất là nhiều tiền. Tiền. Có phải nhiều như vậy không ạ? Để chúng ta mới có cái thu nhập này. Người làm chủ doanh nghiệp thì họ bán cái gì ạ? Họ bán sản phẩm và dịch vụ để cuối tháng họ mới có tiền. Có phải như vậy không các bạn ơi? Sale bán. Sale bán. Income. No sale. No income. No sale. No money. Bạn không bán, bạn không có có tiền. Ok không ạ? Và cái điều này có rất nhiều người họ ngộ ra, nhưng mà đây những người khác học hành rất là nhiều mà họ không có ngộ ra. Các bạn có sẵn sàng để mình kể những câu chuyện mình gặp hàng ngày mà? Sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng. Gặp rất là nhiều bạn sau một ngày làm việc về rất là dễ dàng, họ làm việc có buồn một buồn ba nè, hay ngồi nhậu ở cái quán ở đường đây này, và hay nói nó xấu về ông chủ. Có các bạn ơi, có không ạ? Họ nói ông chủ đã học chưa hết lớp ngày này. Ok không ạ? Ok chưa? Ông nói cái ông đó mà mấy năm nay ông giàu lên là nhờ tao á. Có không? Có các bạn. Ông chủ ông có biết mình nói xấu về ông không? Biết hết. Không những ông biết mà ông biết hết. Ra làm chủ đều biết. Phô ra làm chủ đều biết. Ok. Không những ông biết mà ông còn nói trong bụng ông nữa. Ông nói trong bụng ông, dĩ nhiên ông có nói rồi, ông nói trong bụng ông nói xấu đi cưng, cưng nói xấu đi cưng. Ok mà cưng tự hào, cưng giỏi, cưng thông minh mà cưng đang làm công cho ai? Làm công cho tôi, làm giàu cho tôi và còn tự hào. Nhưng mà ngoài miệng ông nó khác, ngoài miệng ông nói cưng rất là giỏi, cưng rất là thông minh. Ok bạn ơi, mà nó rất là kỳ lạ, cứ càng khen nó giỏi, càng khen nó thông minh, nó lăn ra nó kiếm tiền cho mình. Có mà, có mà. Khi nó dở, nó tự ái, ngày mai nó đơn, nó sẽ nghỉ việc. Vậy những gì vừa rồi mình chia sẻ các bạn có thú vị không? Thú vị. Thú vị không? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ tiếp không? Sẵn sàng. Năng lượng nó sẽ quay ngược lại điều này quá thú vị.